khung xương chắc khỏe là yếu tố tiên quyết để đảm đương cuộc sống gia đình. Vậy bạn đã thực sự chăm sóc xương đúng cách? Hãy cùng biệt đội D3 tìm hiểu suy nghĩ của người tiêu dùng về loãng xương. Bạn có quan tâm đến loãng xương không? Em thấy mẹ và dì ở trong nhà bị bệnh loãng xương và thường xuyên bị đau nhức xương khớp. Nhưng em nghĩ bệnh đó khi lớn tuổi tự nhiên mình sẽ bị thôi. Chị có thấy đôi khi mình bị đau nhức lưng, cổ tay, chân hoặc bị chuột rút dập bẻ không? Ơi, bệnh văn phòng ấy mà, chị bình thường như hiện thế anh. Ai làm văn phòng như tụi chị cũng bị hết á, nhất là trong lúc có thai và sau khi sinh con. Ô, có một chị vừa đậu xe. Chúng ta tranh thủ hỏi chị ấy một chút nào. Ôi hết hồn, sao chị bịt mặt gì mà như ninja vậy? Tụi em con trai biết cái gì. Trời, tụi chị hả, ra đường là phải tránh nắng. Dính một tí nắng là uổng phí một hộp dưỡng da của tụi chị đó. Bạn có chắc rằng mình hiểu đúng? Hãy lắng nghe ý kiến từ chuyên gia. Loãng xương đang là một vấn đề thời sự, không phải chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới. Theo cái thống kê ở Việt Nam thì chúng ta có khoảng 1/3 nữ và 1/5 nam trên 50 tuổi là có vấn đề về loãng xương. Và trên thế giới cứ mỗi 3 giây thì có một người bị gãy xương vì vấn đề loãng xương. Thế nhưng vấn đề cái bệnh loãng xương nó trở nên nguy hiểm là tại vì như thế này, là tại vì cái bệnh đó nó không hề có bất kỳ một cái triệu chứng nào cho đến khi người ta bị gãy xương do loãng xương. Chính vì vậy không có ai chú ý rằng là mình bộ xương mình như thế nào, cho đến một lúc nào đó khi tự nhiên chúng ta bị gãy cái xương, đi vào trong bệnh viện thì bác sĩ mới nói cái này bị loãng xương và gãy xương này là do loãng xương. Thế thì gãy xương do loãng xương nó có nghiêm trọng hay không? Gãy xương do loãng xương nó nghiêm trọng là tại vì chúng ta sẽ có những cái trường hợp gãy xương sau đây. Thứ nhất là gãy cổ xương đùi, thứ hai gãy cột sống, thứ ba là gãy đầu dưới xương quay và thứ tư là gãy đầu trên xương cánh tay. Đặc biệt người ta thấy cái vấn đề gãy cổ xương đùi nó nghiêm trọng. Ở ngành chấn thương chỉnh hình, mỗi khi chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân gãy cổ xương đùi, ngày xưa khi mà chưa có phát triển cái ngành phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ nằm ở trên giường và không có đi lại được, dẫn tới cái chuyện là loét mông, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng tiểu và bệnh nhân sẽ chết vì vấn đề hậu quả của cái chuyện nằm lâu. Đối với gãy cột sống thì bệnh nhân cũng sẽ phải điều trị rất là lâu và một số trường hợp có thể là gây ra liệt vì nếu mà té tương đối là nặng và gãy nhiều mảnh. Gãy đầu dưới xương quay hay gãy đầu trên xương cánh tay tuy là nó nhẹ hơn nhưng nó cũng để lại cái sự tàn phế tay chân của những người đó, họ sẽ có bị tật. Như mà chúng ta vừa hay thấy ông bà nói rằng là bị gãy xương này hay có tật. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hậu quả của cái chuyện gãy xương do loãng xương nó rất là lớn. Đồng thời lúc đó khi chúng ta đã phát hiện ra loãng xương đó thì cái việc điều trị loãng xương nó rất là lâu, tốn kém. Một cái điều trị loãng xương thì trung bình khoảng 2 đến 3 năm. Nhưng mà không phải trường hợp nào loãng xương điều trị nó cũng hết. Và có nhiều trường hợp điều trị không bớt. Thành ra đối với những cái bệnh nào khác thì không biết, nhưng đối với cái loãng xương đó thì cái câu nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh là cực kỳ quan trọng. Vì người ta thấy rằng là đừng để cho nó loãng xương, chúng ta phải phòng ngừa cái chuyện loãng xương ngay từ khi mà chúng ta còn bé. Thế nhiều người có quá quan niệm sai lầm rằng là chúng ta chờ lớn lên 40, 50 chờ mãn kinh rồi lúc đó mới phòng ngừa loãng xương là hoàn toàn sai. Là tại vì sao? Là tại vì cái bộ xương của chúng ta, cái khối lượng xương nó được xây dựng từ lúc đứa trẻ đẻ ra đời và nó sẽ xây dựng lên tới đỉnh cao khoảng cỡ 30 đến 35 tuổi. Trong thời gian đó nếu chúng ta xây dựng được khối lượng xương lớn đó thì sau này thì cái khối lượng xương đó nó sẽ sau 35 tuổi trở đi xương sẽ không có được, khối lượng xương không được xây dựng nữa mà nó sẽ tiêu từ từ đi. Nó giống như chúng ta được cho một cái củ hồi môn mà nếu mà chúng ta quá ít thì chúng ta sẽ xài trong thời gian ngắn thì nó sẽ hết. Nhưng nếu cha mẹ giàu cho được nhiều thì chúng ta sẽ xài được suốt đời. Thành ra đối với những đứa trẻ con khi sinh ra rồi đó thì người ta chú ý tới cái chuyện là phải cung cấp canxi cho nó bằng cách cho nó uống sữa, cho nó vận động để cái khối lượng xương, cái mật độ xương nó tăng cao ở cái mức tối đa. Đối với những người đã lớn, thực ra là khi mà chúng ta khoảng 20 mấy 30 trở đi thì bắt đầu chúng ta đã phải chú ý tới cái chuyện là cung cấp canxi. Một những cái con số cho chúng ta thấy rằng là cái bữa ăn của người Việt đó thì lại không cung cấp đủ canxi như là chúng ta mong đợi. Tại vì thứ nhất là chúng ta rất là ít tiêu thụ những cái sản phẩm từ sữa như là phô mát hoặc là uống sữa, vì chúng ta không có thói quen đó, chúng ta là một cái nước nhiệt đới. Cái thứ hai nữa là cái canxi nó quan trọng là khi nó được hấp thụ, nó được uống vào, được hấp thụ từ ruột mà đưa vào bộ xương thì nó cần phải có một cái xe để chuyên chở, cái đó là vitamin D. Nhưng mà chúng ta ở cái xứ nhiệt đới thì vitamin D nó nằm ngay dưới da, chỉ cần ánh sáng mặt trời chiếu vào là chúng ta có đầy đủ. Nhưng mà rất tiếc
là người ta, một cái thống kê khác người ta cho thấy rằng là những phụ nữ ở cái khu vực mà châu Á, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là Mông Cổ và thậm chí Việt Nam thì lại thiếu vitamin D rất là nhiều. Do vậy uống canxi nhưng mà không có vitamin D để chuyển vào trong xương thì cũng coi như là không. Và như vậy toàn bộ 90% canxi sẽ được thải đi qua đường phân đi ra ngoài. Đó là điều đáng tiếc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà ngăn ngừa cái chuyện loãng xương ngay từ khi mà chúng ta còn thanh niên là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không nên chờ cho đến khi mà chúng ta có dấu hiệu loãng xương rồi, chúng ta 40-50 tuổi rồi chúng ta mới bắt đầu phòng ngừa loãng xương thì lúc đó đã quá trễ. Vậy xương bạn đã hấp thu canxi tốt chưa? Thực tế là nếu chỉ với canxi, gần 90% lượng canxi đưa vào cơ thể sẽ không được hấp thu. Kết hợp canxi cùng vitamin D3 là một thành tựu và cách điều trị tiên tiến trong y học, giúp tăng gấp đôi khả năng hấp thu canxi vào cơ thể. Hãy cùng khám phá giải pháp bổ sung canxi hiệu quả từ Calcium Sando Vitamin D3 với sự kết hợp giữa hai thành phần canxi và vitamin D3 trong mỗi viên sủi giúp cung cấp 600mg canxi nguyên tố. Hai thành phần canxi giúp hòa tan nhanh. Vitamin D3 giúp hấp thu canxi hiệu quả, dùng được cho bệnh nhân tiểu đường, sản xuất tại Pháp. Calcium Sando Vitamin D3 tăng hấp thu canxi, xương thêm chắc khỏe. Kế hoạch tác chiến được vạch ra với đường hướng chiến lược chi tiết cùng sự tập trung, cố gắng cao độ của mọi lực lượng, mọi phòng ban. Với sản phẩm này, tôi tin rằng trong năm nay chúng ta sẽ đặt trên số và chúng ta sẽ có thưởng. Cùng sự ủng hộ nhiệt tình và sát cánh từ các cấp lãnh đạo, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các chiến binh quả cảm trong trận chiến bao phủ, mở rộng điểm bán và giành thị phần cho các sản phẩm chủ lực Calcium Sando Vitamin D3 trên mọi mặt trận. Innovation is the best way to grow business. And in Vietnam, you're very fortunate as you will enjoy the biggest launch in Southeast Asia this year. Our Calcium Vitamin D. It is a launch, not just a relaunch. Please look at it with new eyes and big ambitions. We have here a product which is better than any brand on the market. It is our special blue weapon to beat the competition. So I count on you. Let's make it a success. Let's make it big to your success. Xin chào các bạn. Có thể nhiều người trong chúng ta biết rằng Canxi Sando là sản phẩm chủ lực của OTC, hiện nay đang chiếm khoảng 60% doanh số của cả công ty. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta chắc chắn không biết rằng các sản phẩm canxi của chúng ta chỉ đóng góp 8% thị phần trong toàn bộ thị trường canxi Việt Nam. Tôi xin nhắc lại là chỉ 8% thị phần trên cả nước. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Chúng ta còn rất là nhiều cơ hội để phát triển cho nhãn hàng canxi của chúng ta. Bên cạnh việc tập trung đầu tư các hoạt động marketing để tăng cường thị phần cho Canxi Sando, chúng ta luôn cần những sản phẩm mũi nhọn để giúp chúng ta giành lợi thế tuyệt đối trong quá trình cạnh tranh. Sản phẩm mà tôi nói ở đây đó là Canxi D3. Đối với tôi, việc tung Canxi D3 không phải chỉ để nhà thuốc có thêm sự lựa chọn trong việc bán hàng, mà sứ mệnh của Canxi D3 là tạo nên sự đột phá và phải trở thành sự lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng cho nhu cầu cung cấp canxi hàng ngày. Chúng ta đều biết rằng với tính năng ưu việt của sản phẩm, Canxi D3 sẽ là vũ khí vô cùng sắc bén để giành lại thị trường từ tay đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chúng ta ở đây không xa lạ gì với sản phẩm này, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, đây không phải là hoạt động tái tung sản phẩm, mà đây là hoạt động tung mới sản phẩm, với kế hoạch tung hàng lớn nhất từ trước đến nay mà các bạn có thể hình dung. Chúng ta sẽ tối đa hóa tất cả những kênh thông tin mà chúng ta có để kết nối với người tiêu dùng. Chúng ta sẽ đưa sản phẩm này tới tất cả các nhà thuốc, bệnh viện mà chúng ta đang bao phủ. Và quan trọng hơn hết, đây sẽ là hoạt động marketing ưu tiên số 1 của công ty chúng ta trong năm nay. Là những chiến binh Novartis, chúng ta mang trong mình niềm tự hào về canxi trong những năm qua. Và chúng ta có một sứ mệnh vô cùng quan trọng để tạo được sự đột phá mới cho sự phát triển mạnh mẽ của Canxi D3 cho thị trường Việt Nam nói riêng và cũng là cho thị trường Đông Nam Á nói chung. Các bạn sẽ được công ty giao phó những kế hoạch bán hàng cụ thể cho khu vực của mình và tôi tin chắc rằng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn thành công. Một kế hoạch marketing táo bạo với thông điệp truyền thông hoàn toàn mới nhằm tiếp cận sâu rộng đến người tiêu dùng mục tiêu thông qua các kênh truyền thông một cách hiệu quả.
trưng bày ấn tượng tại 1.000 nhà thuốc trên các thành phố lớn. Quảng cáo rầm rộ trên truyền thông, mạng xã hội, điện thoại di động với số lượng truy cập sẽ lên tới 250 triệu lượt. Quảng cáo hình ảnh tại 400 cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Xây dựng các cổng chào, banner, quảng cáo hình ảnh đến người tập thể dục tại các trung tâm thể dục, yoga. Tiếp cận được 250.000 khách hàng tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, sự kết hợp giữa từng khoảng thời gian và hoạt động trong ngày để tuyên truyền và giới thiệu sẽ nâng cao khả năng nhận biết và tin dùng vào sản phẩm. Khách hàng mục tiêu sẽ thấy được các hình ảnh quảng cáo, nghe và hiểu được thông điệp truyền thông của Calcium Sando Vitamin D3 thông qua các hoạt động bình thường trong ngày, từ khi thức dậy, đi làm, thư giãn hay trên đường về. Bên cạnh đó, việc trưng bày tại các nhà thuốc rộng khắp trên cả nước và mở ra các chương trình giới thiệu, tuyên truyền, tung sản phẩm cũng mang lại hiệu quả lớn lao trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Tạo nên sức mạnh, tổng lực tấn công từng điểm bán, từng khách hàng tiềm năng, giúp Calcium Sando Vitamin D3 chiến thắng vẻ vang trên mọi chiến tuyến, mọi mặt trận. Chào chị Huyền, chị khỏe không chị? Chị khỏe, cảm ơn em. Dạo này chị bán được không? Chị bán tốt. Dạ, xin chúc mừng chị. Cho em hỏi chút xíu là em thấy xung quanh đây có rất là nhiều tòa nhà văn phòng á. Thì chị có gặp thường xuyên là khách hàng đến đây phàn nàn là, nhất là chị em phụ nữ phàn nàn là nhức xương, mỏi xương hoặc là do đau khớp do mình ngồi nhiều quá không? Có, tại vì xung quanh nhà thuốc mình cũng có rất là nhiều nhân viên văn phòng á. Huyền có biết không, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới á, WHO, thì nhu cầu canxi của người trưởng thành mỗi ngày là 1.000-1.200mg mỗi ngày. Nhưng mà người Việt mình ăn uống thì chỉ cung cấp đủ khoảng 500mg thôi. Cho đó mình thiếu một nửa nhu cầu canxi. Mỗi ngày mình thiếu một tí, về lâu về dài nó sẽ dẫn đến rất là nhiều bệnh liên quan đến việc thiếu canxi, ví dụ như là đau nhức, đau khớp, vọt bẻ. Vậy hả em? Chị Huyền ơi, bên em hôm nay có cái thuốc canxi Sando 600 còn vitamin D3 này nè chị. Thì trong mỗi viên này nó có chứa 600mg canxi và 400 đơn vị vitamin D3. Mà chị biết, có vitamin D3 thì sẽ giúp cho chúng ta hấp thu cái canxi tốt hơn, bình thường là 15%. Nếu chúng ta có đủ D3 thì canxi có thể hấp thu lên tới được 30%. Em cho chị hỏi cái vitamin D3 này nè, thì mình dùng mỗi ngày có sao không? Dạ không sao chị, cái này thì chị hoàn toàn yên tâm, vì theo khuyến cáo á, thì liều dùng là mình 600 đơn vị một ngày hoặc là không quá 4.000 đơn vị D3 một ngày. Mà thuốc của tụi em chỉ có 400 thôi, nên là bệnh nhân có thể dùng hàng ngày được. Thuốc của em này thì có thể dùng được cho bệnh nhân tiểu đường, và khi chị uống thì nó có vị cam nên rất là dễ uống. Và ngoài ra đây là hàng sản xuất tại Pháp nên là chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Hôm nay bên em đang có cái chương trình tốt á, chị lấy cho em đâu đó khoảng 10 tiếp về bán thử, và em bảo đảm là khách hàng sẽ ủng hộ tiếp tục cái cửa hàng của chị. Được rồi, chị luôn luôn ủng hộ em mà. Thì thuốc tốt thì mình bán có uy tín thôi. Dạ, vậy chị lấy cho em 10 tiếp nha chị. Rồi, được rồi. Chị ơi chị, em muốn kiếm cái loại thuốc nào mà bổ sung canxi, tại vì tay em thường hay bị nhức đó chị. Rồi, mình lấy canxi Sando ha. Canxi Sando thì nó có canxi và cả vitamin D3 nữa. Cái sản xuất thuốc của mình là từ Pháp cho nên là sử dụng rất là ok. Thuốc này có tốt không chị? Cái này là rất là tốt, đang sử dụng rất là phổ biến trên thị trường hiện nay. Chị lấy em dùng thử loại này đi. Alo. Alo, Huân hả? Chị Huyền hả? Chị Huyền nè. Dạ em nghe. Cho chị đặt thêm 10 tiếp calcium D3 nha. Hay quá, thấy chưa, em đã nói mà. Khách lên chị mua dùng cảm thấy rất là tốt. Thấy chị ủng hộ em ghê chưa? Dạ rồi, ok chị, cảm ơn chị, em sẽ giao liền cho chị. Đi vô hàng đi mày, ngồi đó mơ, không có lấy thưởng hả?